Mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của bạn Vương Phạm nha. Ngày hôm nay thì Vương đã tới nhà Huỳnh Tấn Minh. Một cái món, biết món gì không? Nãy giờ có bay mùi thơm gì không? Không, anh chưa thấy gì hết á. Không, mà có bay mùi thơm không á? Không phải, là chưa biết được cái món gì. À, chưa biết món gì không? Thì nói chung là mình cứ xách rau rai rồi mình sẽ biết cái món gì và tiết lộ sau tiếp nha cả nhà nha. Nhưng mà trước khi tiết lộ thông tin này thì cả nhà hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nữa để cho Vương có một cái động lực mà Vương ra nhiều cái video nữa nha cả nhà nha. Thì hôm nay mình rất là vinh hạnh cả nhà. Thì tại vì buổi chiều á, đáng lẽ là mấy anh em thì cũng vẫy vô quay video rồi giao lưu với nhau á, thì nghe bạn Vương nói là hôm nay thằng Vương có cái món gì đó không đãi vợ chồng mình, thì hai vợ chồng mình cũng rất là vinh hạnh. Nói chung là cái món này là rất là lạ luôn, trên kênh của tất cả các anh em và cũng Vương cũng chưa từng ăn luôn. Lạ, lạ lắm. Món gì ta, để mình suy nghĩ coi. Lạ lắm. Thì thịt ngựa hả? Không, không, hôm nay thịt ngựa luôn. Nhím hả? Không phải luôn. Sao món gì mà lạ ta? Con tê giác này, hả? Con này không luôn, không mấy luôn. Chân anh? Con này nó hai chân. Hai chân hả? Hai chân rờ thỏ đúng không? Không phải luôn. Thỏ bốn chân. Ờ, thỏ bốn chân. Hai chân là chỉ có dây cầm chim. À, rờ chuột kangaroo đúng không? Không. À, cũng phải luôn, món gì lạ ta? Này cũng không phải chuột Mickey luôn. À. Lát coi thử coi. Đây. Conan quá. Không, nhìn nghi. Thì ngày hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên vợ chồng Minh cũng trong cái video của Vương. Và hiện tại giờ là anh Hải là Nguyễn Khắc Hải á đang đang cầm máy cho Vương nha cả nhà nha. Xin chào cả nhà luôn anh. Tưởng... chào cả nhà đã quay trở lại với Vương Phạm TV. Tưởng Hải, anh Hải đây, thấy ngon không? Ủa râu không mà, gì đâu ngon. Coi nè cả nhà, râu không mà có gì đâu ngon. Không, cái này là phụ thôi. Phụ hả? Đúng rồi, mắm với lại tắc. Cái này mới bất ngờ nè anh Hải này. Ôm xa, râu không phải ngon. À, ngon, ngon, ngon anh Hải. Đây, đây là cái chính này. Ồ. Từ nha, bí mật nha cả nhà nha. Buổi chiều đang đói đó. Mà bạn Vương vô tới này quá là vinh hạnh luôn. Hôm nay là hai vợ chồng mình trúng mánh rồi cả nhà. Cái món này là hồi đó giờ là trên kênh tất cả các anh em ở tỉnh Ninh Thuận chưa ăn luôn. Thấy không? Chưa ăn rồi luôn. Là coi thôi. Thịt gì mà quý hiếm như vậy? Đây. Gà nướng muối ướp. Đồ. Hồi đó giờ là mấy anh em mình cũng chưa ăn đâu đúng không? Đúng rồi, chưa ăn lần nào luôn tại ngon ghê á hơn. Được được được, ok Vương. Không, cái này chỗ nào nướng nhìn đã vậy? Ở đây là mình chạy ở Phú Quý á. Phú Quý. Mấy chỗ đèn xe đèn đỏ Phú rồi, Quý. Rồi rồi biết thì, rồi. Thì cái món 120 con phải không? Đâu. Cái này là giá thì nói chung là cũng là bình dân thôi. Nhưng mà bạn Minh, vợ chồng bạn Minh thì chỉ có biết là ăn thôi, đừng biết giá. Chỉ là không, mình ăn thôi. Không? Mình chia sẻ để khán giả biết mua ăn chứ. Thì nếu mà khán giả mà muốn biết giá thì cứ tới cái chỗ đèn xanh đèn đỏ ở Phú Quý thì sẽ biết giá ngay. À, mình cũng không có tiết lộ thông tin. Ủa sao vậy? Đây là ăn cho vui và anh em mình giao lưu lâu ngày gặp rồi. Gặp nhau người hai chục. Đây. Ôi 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 ôi. Để lên gì luôn hả? Đó. À, dẹp 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 cái này hướng cho nó đẹp đẹp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp đó. Ồ, nghịch lời. Đó. Trời ơi, vợ mình cắt dưa leo xếp vô nữa nha. Wow. Cảm ơn vợ mình rất là nhiều luôn. Thôi, nó mắm để đâu? Mắm. Em nghĩ là cái này không cần mắm đâu. Không cần mắm hả? Muối tiêu chanh hả? Muối ướp chanh. Ờ, cái này chắc là đậu phộng Vương ơi. À. Đây. Nãy anh gỡ cái này em tự dịch. Dịch hả? Em có cái món kia kìa, cái rau. À. Cái này hình như người ta để chấm rau quá không anh ơi. Đó. Bữa nay dự án của Vương như thế nào rồi? Vương chia sẻ. Thì nói chung là ngày hôm nay là cái dự án của Vương cũng thành công. Nhưng mà Minh với lại vợ chồng Minh với lại anh Hải á, thì xa quá và Vương đại ở nhà Vương á là cũng một cái con đường nó rất là xa.
thì cũng không có mời anh em. Thì bây giờ thì mình sẽ đãi thêm lần thứ hai là chạy lên đây và mời anh Hải luôn. Ý là bữa nay là đãi ăn mời ăn mừng dự án ăn hơn. Mừng cái dự án của Vương là trồng vườn đó, gọi là rửa vườn á. Vườn gì Vườn trái cây. Vườn trái cây là có đủ các loại trái cây hả? Nó tầm khoảng cỡ 8-9 loại trái cây. Chù chữ ta là đúng rồi, nó quên. Có bơ bử chôm chôm mít xoài rồi được. Nói chung là đủ loại luôn. Có ớt không? Có nhãn, có ớt luôn. Khu du lịch cây là phải ớt. Khu du lịch sinh thái là vườn tham quan vườn trái cây rồi á. Ok luôn. Khoảng cỡ 1-2 năm nữa là cũng anh Hải, con chó nó cắn ơi. Nó cắn giếp anh cả anh Hải. xem còn cái quai không á anh Hải. Thì ngày hôm nay thì mình cũng làm một cái rửa vườn thôi, ngon. Wow. Thôi thì trước khi ăn thì mình cũng chúc mừng cho dự án của bạn Vương nha, thành công tốt đẹp. Ừ. Ngày mai cây trái rồi có mình và mình ké mang về cho vợ ăn. Ngon luôn hả? Thích tìm cảm giác lạ nhưng mà thấy trộm được. À đúng rồi, mình cảm giác nó lâu rồi mình chưa trải nghiệm mình này. Nhớ ngày xưa rồi mình hay có gặp chứ. Rồi lúc đó mình chạy mình dí đồ đàng hoàng hơn. Rồi, trở lại cái cảm giác hồi xưa. Ba. Chú con mới về. Ở lộn quá. Ba. Chú con mới lên. Gà nè ba nè. Chú ngồi chơi với lại tụi con chơi tí xíu luôn chú. Ba gà. Dạ. Gà tẩm ớt luôn à. Đây để Vương dọn cái này. Dạ. Hả? Gà chắc muối ớt hơn. Dạ. Gà nướng muối ớt. Gà này là gà nướng muối ớt. Ăn mừng cái dự án trồng vườn. Mấy ngàn đô của con á. Vườn đó cũng mấy ngàn đô. Giờ mình sẽ cắt ra nha. Xin phép. Ui, nó mềm. Hả? Anh có cắt em thấy nó mềm luôn. Em biết sao nó mềm không? À. Anh cũng đâu biết sao đâu. Anh Hải biết sao không? Có nghĩa là gà này người ta luộc rồi người ta mới nướng cho nên là nó mới mềm. Thì cái này là cái không? Kỹ nó hơi lại đó là nó hơi nóng lại nó xém quá ớt thôi chứ không có gì hết. Cái này là một cái kỹ thuật của người ta, làm như thế nào thì mình cũng chưa xác định được, và bây giờ mình cứ thưởng thức thử đi rồi mình sẽ bình luận trên cái kênh này và nói cho tất cả khán giả đều biết được cái món gà này nó như thế nào luôn. Đúng không? Đúng không chú? Rồi. Dạ. Không muốn gì hết. Đây. Con gà mà nếu mà còn sống á thì mình ướp muối ớt vô á thì mình đứt con gà nó săn. Dạ đúng. Rồi. Săn mà nó thấm gia vị vô luôn. Mà con gà đã mình luộc chín đi rồi mình có xác hay chăng nữa thì mình hơ lại nó không bao giờ rút vô cái gia vị được. Chính xác. Dạ. Nó không bao giờ rồi, nó mềm rồi. Dạ. Đã chín nếu rồi. Như mình làm ở nhà là mình sẽ để sống mình ướp gia vị mình nướng. Đúng rồi. Gà sẽ ngon hơn. Tại vì mình mới nói là cái ở đây là một cái món lạ nhất. Mấy anh em mình cũng chưa ăn và cũng chưa quay luôn. Đó là chưa ăn món này không? Thì đó, thì cái đã luộc sơ qua rồi mình nướng lên. Thì cái cách này là cách bí quyết của người ta. Thì mình mới gọi là lần đầu tiên mà thưởng thức. Đúng đó rồi. Tại vì nó quá ngon đi, cho nên là mình chưa bao giờ mình làm cách này. Chưa ăn xong mà mình biết ngon được. Cứ từ từ chứ. Ý là cái nhìn là ngoài, tại vì nó quá ngon. Ở bên ngoài á thì rất là đẹp mắt, rất là ngon luôn nha cả nhà nha. Còn chờ khéo léo đôi bàn tay của mình cắt ra nữa là khéo léo vậy phải không? Nói thiệt chứ hồi đó giờ mình chưa bao giờ ăn con gà nướng ớt giống gì luôn á Vương. Lần đầu tiên là mình nghe cái tin đồn ở đây nó rất là ngon. Thì cái chỗ đèn xanh đèn đỏ thì chỉ có một mình ông anh đó là ông bán thôi. Biết sao không? Quý. Ý là một mình ông bán. Một mình ông bán theo kiểu này. Có nghĩa là luộc xong là nướng. Đúng rồi. Là theo kiểu này chứ còn mấy người khác là người ta quay trực tiếp nướng. Đúng rồi, cách này là độc lạ này. Thì là chưa bao giờ phải không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Mà Vương cũng chưa bao giờ nói chung là sẵn tiện một cái cơ hội đãi mình vợ chồng mình chú rồi gia đình và anh Hải nữa. Đó, sẵn một cái tiện đây mình ăn thử luôn. Cả nhà em lấy bao tay cho ba em chuẩn bị thưởng thức chứ, đem bao tay vô mình thưởng thức chứ. Đưa cho Vương cái luôn.
Món này phải đeo bao tay ăn mới ngon Vương à. Dạ yeah. Đúng rồi. Dạ đây chút. Ngừng cái thôi. Ngừng cái thôi là được. Được. Trời ơi. Một mâm luôn cả nhà ơi. Sao thấy chưa, một con gà mà cắt ra được một mâm như thế này là quá tuyệt vời rồi. Còn đây là nước chấm gì Vương? Cái này là nước chấm đậu phộng. Muối chanh hả? Còn cái này là gì? Cũng muối ớt chanh luôn. Này là này à, xanh. Này là đỏ. Cái này giống đậu phộng người ta. Không phải hả? Rồi. Đây. Lên cái này. Mình cũng ưu tiên nói chung là người ta gọi là kính lão đắc thọ. Mình lên miếng nước khai vị cái. Đây vậy hả? À, mời tất cả cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Vương nha. Khai vị một ly cùng bạn Vương. Rồi mẹ anh em ở từng kênh vô này. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay nhà mình rất là vinh hạnh được bạn Vương đãi một món gà rất là đặc biệt nha. Theo phong cách là độc lạ, có nghĩa là từ trước giờ chưa ai làm. Rồi, thì cũng là chưa ăn luôn. Bây giờ cũng là kính lão đắc thọ mời chú thưởng thức một miếng đùi. Cảm ơn cháu. Dạ. Mời khán giả trên video nghe. Một miếng để cháu chung. Cái này để nặng ra đúng không? Vương ăn ngay Vương. Kệ, rồi mở ba rồi Vương ăn ngay. Sao chú? Con vị nó tắm mùi con gà ăn ngon. Con vị ngon hả? Con vị ngon. Cái thịt gà nó như thế nào chú? Nít thịt nó thì nó bùi. Nó bùi. Nó không được dai. Không được dai, dạ. Tại vì con gà này nó làm theo kiểu cái, mới mà. Cái mùi mùi vị của nó thì tắm ngon. Dạ. Làm theo kiểu mới độc lạ mà. Nó không có thấm được vô cái thịt mà là hai nữa. Thịt gà này là nó đã luộc rồi nó bùi. Con gà này không phải là con gà vườn của mình. Dạ, nên ăn cái thịt nó bùi, nó không có dai được. Đúng rồi, nó không phải gà giống như gà mình nuôi ở vườn được. Dạ. Thì nói chung là tất cả mọi thứ dạ, Vương thử đi, Vương thử coi thử sao. Vương ăn rồi thì Vương cũng bình luận thôi cho cả nhà xem luôn nha. Thôi bây giờ đúng mời rồi. Cho bà bầu trước đi. Mình có sao mình nói vậy để khán giả trải nghiệm. Không, mời cho bà bầu trước đi. Đem bà tay vô, rồi để vợ mình ấy xong, ăn xong Vương rồi. Cứ ăn đi. Mình cũng thưởng thức thử đi. À, thưởng thức thử rồi mình xin phép mời cả nhà rồi, mình nha để à. Bạn Vương thưởng thức rồi để... rồi gà nướng ớt ui nhúng 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 nghe chú sao mềm thơm gia vị vừa ăn ngon, con gà này ngon nhất mà mình từng ăn luôn á. Giờ Vương cũng sẽ thưởng thức thử một miếng nha. Đây là cũng là một miếng cánh này. Giờ Vương cũng xin mời cả nhà nha. Cái mùi vị nó rất là thơm luôn á cả nhà. Anh quay phim chị đúng biết. Từ anh. Đúng. Cái này là nó luộc nó đã chín sơ và nó mềm rụng luôn. Và cái này giống như là nó ăn cũng ngon lắm đó nha cả nhà nha. Cũng rất là ngon. Mùi vị nó rất là thơm. Ngon. Ok Vương. Ngon. Đi bài. Thôi anh Hải thưởng thức thử một miếng anh Hải. À chứ anh biết làm sao. Ừ. Chị mời cả nhà nha. Không mời ba. Chị mời ba anh nha. Sẵn cho anh Hải cái bao tay luôn. Sao cái cảm giác là sao? Vô mốt. Nhưng mà nó được cái là nó thơm. Nó cũng thơm ngon. Thơm nó tỏ trong miệng của mình á. Nhưng mà nó cái da nó không được giòn thôi. Cái da nó không được giòn. Và thịt của nó rất là mềm luôn. Đây là có thể là dành cho những người già ăn được luôn á. Gọi là những người mà răng nó còn ít á. Đáng lẽ là bữa nay là nếu như mà trời không mưa là mình sẽ mời cho bạn Vương là nướng ở nhà mình luôn, nướng gà ở nhà mình luôn là sẽ rất là hay, rất là đẹp. Ngoài vườn của mình ra bây giờ là có rau có đồ lên là rất là đẹp. Cho nên là khổ cái là trời mưa cả nhà, nên là phải ngồi ở trong đây ăn gà nướng thì sợ mưa không ăn được. Tại vì Vương cũng tính sẵn rồi, là hồi nãy là Vương đi là rắc rắc rồi, Vương tính là mua gà nồi á, gà dai, gà vườn á, là lên ăn. Nhưng mà trời đã mưa rắc rắc rồi, mình nghĩ là không bao giờ mình nướng được ở ngoài trời.
Tại vì cái cảnh view ở nhà Minh á cực kỳ đẹp luôn. Cả nhà mà không tin á thì cứ vào kênh của Minh á, thì nói chung là những cái cảnh view không có một cái chỗ nào mà mình để chê hết đó cả nhà. Nó rất là đẹp, mà nhưng mà Quân thích nhất là cái chỗ mà cái vườn bổ qua á cả nhà. Vừa đẹp mà vừa ăn đã lắm á cả nhà. Và đó mà ngồi dạ. Mà ăn gì là cắn sống ăn luôn miếng không biết ngán không? Dạ. Nãy chảy nước miếng rồi. Bây giờ cũng xin mời anh Hải đi. Đưa máy nha em. Đưa máy cho em. Anh Hải ăn đi. Đó, anh Hải cũng gấp thử một miếng này nãy. Đây. Bao tay. Rồi, xin chào cả nhà luôn anh. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Vương Phạm. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ anh đây là đây là món gà độc lạ của bạn Vương nha cả nhà. Đây, mời anh Hải bóc một miếng đây. Quá êm. Mời cả nhà. Ngon số 1 không? Nói chung là lần đầu tiên mình thưởng thức món này. Không, gà nướng mình ăn nhiều à. Nói chung mình ăn nhiều à. Rất là khỏi lắm. Gà này là độc lạ. Nhưng mà nướng chỗ này nó hơi lạ tí chứ. Đúng rồi, lạ, độc lạ. Còn cái ớt bột mình chơi. Ớt bột á. Dạ. Còn cái hơi lạ tí xíu. Mà ớt này kiểu về chợ chứ không phải ớt ở nhà mình yeah. Làm nó mới cay. Dạ, ớt này chắc ớt dân nghệ. Dạ, dạ. Chị ấy thời chứ còn gọi ra là không như... như thời Vương. Mình cũng mua về á, mua về yeah. Cái ớt bột á, những tưởng ớt bột thôi chứ nó đâu có cay đâu. Dạ. Chấm mắm lên. Thời Vương cũng xin mời cả nhà một miếng đó nha. Dứt. Ngon quá. Khá là ngon. Thì bây giờ thì Vương cũng xin cả nhà xin và Vương đặt cái máy quay để cho anh em ngồi ăn chung vui trong cái video và trò chuyện với nhau nha. Thì bây giờ thì mình vẫn tiếp tục đi và bây giờ Vương chuyển góc quay đây nha, tại bên kia nó hơi tối tí xíu á cả nhà. Cả nhà cũng thông cảm nha. Rồi cả nhà cùng ăn với mấy anh em của mình nha. Nhà mình thì buổi chiều giờ là người đi qua lại nhiều lắm. Chó sủa hơi ồn. Nhà gần đường á. Rồi mời cả nhà các anh em trên video nghe, video. Dạ. Con lóc nữa. Nói chung là ngày hôm nay là được một cái đó là liên hệ Minh đó. Vợ chồng Minh là mình không có đi làm. Bữa nay hình như là chung được nghỉ, bữa nay được nghỉ. Nghỉ phép ha. Thì cũng rất là vui khi mà bạn Hương lên tới đây chơi, từ nhà bạn Vương lên tới đây là cũng phải 15 cây số ha. Là cỡ đó. Phải cỡ đó không ta? Bình Quý. Từ đây xuống đó bằng từ đó lên đây á. Ở đâu? À đúng rồi, Bình Quý. Gần 15 cây, 15 cây. Cỡ 15 cây đây. Dạ. 10 lên đây không có. Thì mình đoán thì nó cỡ đó đi, nó chắc lập tầm đó cỡ 15 cây đổ lại ha. 15 cây đổ lại. Rồi bạn Vương lên tới đây thì cũng rất là quý nha cả nhà, mà đáng gì còn cầm gà lên ăn nữa, trời quá là quý luôn. Thôi mời bạn Vương miếng đi. Vô bạn Vương, mời cả nhà. Rồi, cảm ơn dự án của bạn Vương nha. Thành công tốt đẹp, ngày mai có cây có trái rồi nhớ alo mình tiếng, có anh Hải đi ké sau nữa. Nói chung là đi là đừng có cầm cái bao theo là... Đâu có cầm bao đâu, mình gỡ. Đúng không chú? Đâu? Anh chứ mình đi xe tải đâu cầm bao, thuê xe tải đi sao chứ. Đâu mình kéo xe tải cũng tờ, kéo cái đùm một mới mua á. Kéo đùm một để chở đủ đùm một hả thơ. Đây, 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 coi đây, coi đây. Kêu xe tải tới đánh xe vô bắt đầu hái lần quất chạy, chạy thẳng chợ đầu mối luôn à. Có đâu bắt quả tang nữa anh Hải. Mấy bữa ai biết đâu. Nói chọc vườn vậy chứ cũng hy vọng là vườn cây của Vương lớn nhanh nha. Có trái quả đồ, tao nghe nói trồng nhiều cây ăn trái là cũng hay á. Tại mục tiêu của Vương á là trồng cái cây đó là để cho sau này là tất cả anh em tới chơi và để cho ba mẹ Vương hưởng già và tất cả con cháu của gia đình Vương và con dòng họ gì đó. Ví dụ mà tới chơi á, thích ăn trái gì cứ ra hái ăn thoải mái. Và anh em cũng tới chơi rồi cũng có trái cây này ăn, trái kia cây này kia ăn. Nói chung là không có nhiều à, bán thì Vy hy vọng là chắc là không có bán được đâu à, vậy? Chỉ có đủ ăn thôi.
trồng thứ cây hai cây cái cây cây từ đó đâu có bán được, con cháu tập trung về ăn rồi kia thôi chứ còn cứ là một người mình thưởng thức một trái, người thưởng thức một trái mà nhiều trái, thưởng thức nhiều trái là cũng không bán được đâu. Mình không có suy nghĩ là về bán, chỉ có suy nghĩ là để sau này tất cả anh em bà con của chú anh chị gì đó tiếp tới chơi cứ hái ăn thoải mái. Gọi là mình làm một cái vườn để đó sau này ba Vương ăn một cái mẹ Vương gia đình rồi gì đó. Đúng rồi, mình ăn thôi. Hưởng già, hưởng già. Chúng ta mình lập được vườn như vậy nó đỡ gia đình mình ăn không có thở thuốc miên. Dạ đúng rồi. Đây còn con cứ ăn đây, chú còn đây này. Để mình con cháu nó tập trung về nó có cái cây nó mừng nó ăn nó giỡn đồ này kia nó vui. Chứ còn mà đối với mình trồng đâu có thế được cái trái cây mà mới nay trồng cũng xếp phải cái hàng mẫu. Dạ, chứ còn mình ở nhà 500-300 thước trào á thì mình trồng cái dạ. Mini trước là mình trồng để cây vườn á cho nó mát, con cháu con này nó có nó ăn. Hai nữa mình nuôi con gà con vườn đồ này kia mình thả thiên nhiên á, cái tuổi già thì mình nó mới vui chút. Ở nhà mình làm gì thì cứ ra dòm ngó đó thư giãn thôi chứ làm gì nữa. Chứ còn mà bán chát thì sao mà bán. Anh ăn bây giờ, mà cảm ơn em, anh ăn bây giờ, vườn ra lặng quá. Này Minh. Đây, 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 đây. Hai bà bầu. Có, đang cầm đó, đang ăn. Thằng Vương quá là ga lăng. Rồi, Vương xin mời cả nhà luôn nha. Có bồ chưa Vương? Không, đang hết. Sống độc thân. Nói chung là Vương cũng tính là chắc là sống độc thân dài dài. Bắt cặp với anh Hải luôn rồi. Không yêu đâu, đau lòng lắm. Chết ta tràn ra nha. Nó lại quen quen ta. Nói chung là này là nhiễm TikTok á. Này triệu chứng coi TikTok quá 180 phút mà. Kệ kiếm bồ rồi đi chơi rồi chứ. Biết đâu bạn Vương có bồ rồi video quay ngày càng hay hơn sao cả nhà. Nhiều khi Vương cũng muốn kiếm một người mà để tâm sự với nhau. Nhưng mà khó quá. Đúng rồi, khó quá. Tại vì những người mà mình thương, mình thích á thì mình không có, gọi là mình không có gọi là một cái sức mà mạnh mẽ mà mình tỏ tình. Tại vì Vương sợ người ta từ chối cái tình cảm của mình và cái lời hỏi của mình á. Mình rất là sợ, mình không có dám mà để tỏ tình họ. Chỉ là Vương cũng muốn yêu đơn phương họ thôi. Chừng nào mà người ta suy nghĩ tới mình á thì người ta yêu mình thì mình yêu. Chà 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 chà. Sao Vương không thử tỏ tình anh thử coi. Thôi nghĩ em. Anh phải đào tạo cho anh Vương quá. Không phải là đào tạo nhưng mà mình sẽ chia sẻ nha. Tại vì mình có vợ và vợ mình cũng đang ngồi đây mà mình chia sẻ luôn. Chứ mình không có dám nói là mình đào tạo hay mình dạy bảo gì ai. Mà mình chỉ chia sẻ với bạn Vương thôi là bạn Vương phải hiểu là con gái lúc nào cũng vậy, là không phải trông chờ một người đàn ông là họ phải ngỏ lời trước. Phụ nữ là mình thương họ, mình phải nói họ biết. Đó, mà mình phải lựa thời cơ, chứ không phải là muốn nói lúc nào cũng được. Phải có nghĩa là không gian này, cái không gian để mình nói này, rồi cái thời điểm để mình nói này, mình phải lựa đúng lúc mình nói. Vậy mình thương người ta, mình cứ nói thôi, mình quan trọng là mình phải mạnh dạn lên, bản lĩnh lên. Chứ mình nói thiệt chứ bây giờ đi chọc gái á thì mình đừng có lo sợ cái gì hết. Chọc gái đi chọc gái mà lo sợ đủ điều là không bao giờ tán được gái đâu Vương. Phải cố gắng lên đó, mình phải lấy hết sự can đảm của mình mà đi. Tại vì có nhiều khi á mình lấy hết tất cả các can đảm luôn, mình nói với họ anh thương em rất là nhiều, em nhưng... hãy là người yêu của anh hay nha đó. Nhưng mà một người đó gọi là một cái câu là từ chối thẳng, mình rất là quê mà mình rất là buồn. Quê có nghĩa là tại người ta không thích Vương á thì đó. Mày Vương phải nói, bởi vậy mình phải lựa cái thời cơ, cái thời điểm á. Phải đúng lúc. Có nghĩa là Vương không có nhận ra à cái cô gái đó có thích mình hay không. Đó mình... Chứ mà nếu như người ta đã không thích mình thì tốt nhất này mình đừng nên nói ra. Thế là em nhắn tin là người ta nhắn gì em là không thích rồi. Dạ. Rồi bây giờ em xuống em trả lời sao? Hu hu. Sao mà em không trả lời phải thích?
phải thích, buộc phải thích. Không trả lời vậy. Nói chung là cái này là tình yêu khó nói lắm cả nhà. Giống vợ mình nè. Mình mà để ý đó, mình phải để ý đó, như vợ mình thấy để vợ mình mà nháy đèn vàng cái là vừa đèn xanh mình vượt liền. Chứ không phải giỡn đâu. Vợ mà gì mà mình mà để ý mà thấy vợ mà có ý mà liếc liếc mình rồi cái là mình tấn công liền. Vương cũng suy nghĩ ra một điều đó là Vương chắc là không yêu nữa đâu. À không yêu nữa đâu hả? Từ từ nói cho cố em 4 tháng sau mà đám cưới là coi chừng. Vương không yêu nữa đâu thì Vương ráng cố gắng, Vương suy nghĩ sao mà để vượt lên chính mình, để cái đời sống của Vương cho nó ổn định tí xíu, thì Vương sẽ kiếm một người nào đó thương Vương thì Vương sẽ yêu người đó. Còn tại vì Vương không có gọi là yêu bây giờ rất là đau lòng lắm. Thì cũng rất là mệt mỏi, gọi là một cái kiệt sức. Và mình yêu á, rớt vào cái tình yêu rồi á, mình không có thể là mình tập trung vô mình làm ăn được cả. Mình nói thật. Đúng á, vừa nói đúng. Sao giống chương trình đang tư vấn tình cảm á. Không, em nói thật luôn á. Đau lòng á. Không, nhiều khi em chưa xem lại, nhiều khi cái đó đau ruột thường mà em cứ làm là đau lòng á. Em trai á. Em thấy cái gì đau lòng ta. Hồi lúc anh quen em là anh phải đọc luôn cái làm. Biết đâu Vương khác anh sao? Nếu mà tình yêu thành công thì có là một cái động lực cho một người con trai. Còn mà yêu tình yêu mà gọi là từ chối thì cái đó là một cái tệ hại của người con trai. Người ta từ chối vậy phải chứng minh người ta. Thì đó, thì mình lấy chứng minh là mình không yêu nữa, không yêu ai cả. Mình phải chứng minh tất cả mọi người để biết mình không phải là người vô dụng. Đó. Mình là phải lấy. Hay khóc đi đừng ngại ngùng. Nói chung là rồi người hợp với mình sẽ đến với mình thôi. Đúng rồi. Đừng nên chọn những gì đẹp nhất. Vì những cái đẹp nhất thì sớm muộn gì nó đẹp, nhưng mà không hợp với mình thì sớm muộn gì nó cũng đi. Hãy chọn những gì mà hợp với mình nhất. Có duyên hợp với mình, hợp với Vương thì sẽ đến với Vương thôi. Đó. Mà mình bấm vẽ tay rồi. Là người yêu của Vương rất là đẹp gái. Sẽ đến tìm Vương trước nhà Vương. Dự định là trước Tết Vương à. Trước Tết sẽ có một cô gái là chủ động nhắn tin cho Vương và làm quen với Vương luôn. Đó là Tết. Nhớ đây là Tết nha. Tết của cô á. Tết của cô là gì? Anh Hải. Mà dù cô đâu có Tết. Gì đó? Là không bao giờ đúng không? Có. Mình bấm vẽ tay rồi. Là trước Tết. Mà Tết gì không biết. Nói chung là Vương cũng không có suy nghĩ những cái điều đó. Việc nào nó tới Vương. Ví dụ là tình yêu hoặc là gì đó thì tới Vương thì Vương nhận. Còn mà tình yêu không tới thì Vương không bao giờ nhận nữa. Thì nói chung là nói chuyện này là không, Vương không yêu nữa. Nói đó là 4 tháng mà mình đám cưới là gọi là một câu là Vương xin hứa một câu không yêu một người con gái nào để nữa. Để cho nghe nha. Tại sao Vương nói lại cái đó, anh nghe chưa rõ lắm nè. Có video làm chứng nha. Dạ. Dạ không yêu bao nhiêu lâu. Vương nói lại. Là Vương nói một câu không yêu là từ đây về sau nói. Vương không yêu một người con gái nào nữa. Rồi mẹ yêu con trai chắc luôn. Không yêu. Em ở đâu phải BD. Rồi chơi vậy có xóa video này sao? Hả? Có xóa video này không? Không, em không xóa. Nhưng mà đang là anh sẽ tải về đó. Vương, anh tải. Nói nè. Vương nói như vậy á, vậy rồi mày lỡ có cô gái nào mà trước giờ xem video của Vương rồi yêu thầm Vương nhưng mà chưa dám nói. Rồi Vương nói vậy mình lỡ cô gái đó xem video này rồi cổ buồn cổ khóc sao Vương? Vương không yêu luôn. Trời ơi. Sao vậy? Sao mà hoàng vậy anh? Tại vì Vương yêu á đau lòng lắm. Mày lỡ có cô gái nào đang yêu Đông Phương Vương mà chưa nói. Anh đã nói em rồi, nhiều khi em đau ruột thừa, em đổ thừa nó lòng thì sao? Thì nó không phải mình phải chuyện là Vương là nói là không yêu trong vòng
2 năm đến 3 năm là không yêu, là Vương tập trung vô Vương làm cái công việc của Vương và phát triển bản thân. Ừ. Cho mình gửi vài lời tới cô gái đó. Ủa mà ai vậy? Không biết. Biết không? À, em ơi, anh sẽ... Thật ra là Vương không biết chuyện này. Anh thì có anh biết thôi, nhưng mà anh không nói thì chắc Vương không biết em ha. Nếu như em xem video của Vương á, thì em cũng đừng có buồn và cũng đừng có khóc. Bạn Vương là một người rất là ý chí. Bạn Vương sẽ không yêu ai trong vòng 2 đến 3 năm nữa. Bạn Vương sẽ lo lập sự nghiệp. Bạn nào yêu bạn Vương á thì cứ tỏ tình bạn Vương, thì bạn Vương thương bạn Vương thì bạn Vương sẽ thương lại, sẽ lo lắng. Nên là chứ không phải là bạn Vương không yêu nha. Bạn Vương cũng là đàn ông men thật sự, không phải là yêu nam đâu em. Nên là em có xem video này em cũng đừng có buồn nha. Thì từ từ là bạn Vương sẽ nhận ra em là ai thôi. Bạn Vương nói vậy chứ bạn, nếu bạn Vương biết em, bạn Vương sẽ thương em. Mà sao căng vậy? Mà Vương nói vậy là anh thấy không đồng ý rồi đó. Vương nói còn lại không đồng ý. Có một cô gái ngày nào cũng coi video của Vương, rất là thương Vương, nhưng mà không dám nói. Bạn nói là tại vì cứ nghĩ là đừng nói anh Hải nha. Tại vì cứ nghĩ Vương là làm YouTube là nổi tiếng đồ, nên em nó ngại, em không có dám nói. Mà mình thì mình cũng không, chuyện tình cảm của Vương mình cũng không có thể nào mình nói được. Mà Vương đã lỡ nói như vậy rồi thì em có xem em cũng đừng có buồn nha. Từ từ thì bạn Vương thành công rồi, bạn Vương sẽ yêu em thôi, em đừng có lo. Em cứ cố gắng chờ nha. Thôi bây giờ thì nói chung cũng khó quá, bỏ qua đi. Nhưng mà Vương cũng vẫn giữ cái lời hứa. Mà bây giờ cô không là sao? Không, Vương nói là anh không có thấy hài lòng tí nào. Tại sao mình không yêu rồi nữa cái. Ý là mình sợ em nó buồn á. Bây giờ mình nói để cho em nó bớt buồn. Thôi bây giờ dạ. Nhưng mà bây giờ thì em cố gắng em tập trung vô em làm thôi. Em không có mà yêu nữa. Tại vì cái tình yêu á, đối với em bây giờ là một cái gánh nặng của em rất là nhiều. Thì nó làm cho em rất nó rất đau lòng. Đó. Đúng là Vương tất cả mọi thứ mọi người. Đó. Không cảm ơn là Vương. Bây giờ em cũng không có muốn yêu ai nữa cả. Đó. Bây giờ Vương có muốn nhắn nhủ cô gái đó không? Có gửi lời nhắn nhủ cô gái đó không? Thì nếu mà Vương không có biết ai, nếu mà em nào đó thì hãy chờ anh tới 2 năm đến 3 năm sau anh mới yêu nữa. Còn không thì anh không bao giờ anh yêu ai nữa. Đúng trong rồi. Vòng 1-2 năm đến 3 năm. Em thì đừng có lo, đừng có buồn. Tại vì tóc anh Vương bây giờ là 100 cộng thì bạc mới có 80 cộng thôi. Hai đứa tóc bên đầu rồi. Thì bây giờ thì video của Vương thì cũng tới đây. Và ăn cũng gần xong rồi cả nhà. Thì thôi mấy anh em mình cũng xin tạm dừng cái video nha. Đúng rồi. Và cả nhà hãy để lấy đừng có quên và để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vương có một cái động lực Vương ra nhiều cái video nữa nha cả nhà nha. Và bây giờ Vương, vợ chồng Minh và anh Hải xin bye bye cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại. Vương mạnh mẽ.